Vướng tin đồn đoàn Nick với Trấn Thành, Harry Won nói một câu trong ngày sinh nhật gây ngỡ ngàng. Ngày 22 tháng 6 vừa qua, Harry Won đón sinh nhật tuổi 37. Dù đã qua một ngày sinh nhật nhưng cô vẫn nhận được vô lần lời chúc từ cư dân mạng và không quên khoe món quà giá trị từ bạn bè và người thân. Để chúc mừng sinh nhật, vợ Trấn Thành đã đăng tải bức ảnh chụp chung với Harry Won. Lời nhắn đơn giản, rắc ghẻ mới, đi ăn tối, mừng sinh nhật. Chúc em lớn hơn một tuổi và đẹp hơn một chút nha, happy birthday ghẻ Hàn. Mới đây nhất, rạng sáng ngày 23 tháng 6, Harry Won bất ngờ đăng tải hình ảnh khiến người hâm mộ hoang mang, cụ thể nữ ca sĩ nằm bẹp dính tại nhà. Và đính chính kèm dòng trạng thái, tôi không thể làm phiền bởi tất cả. Dưới bình luận, người cư dân mạng lo lắng hỏi hàng Harry Won sự tình. Người hâm mộ cho rằng có lẽ cô đã quá chén nên ngủ say. Bên cạnh đó, dân tình hoài nghi khi năm nay cô lại không tổ chức sinh nhật hoành tráng như mọi năm. Cũng như dòng trạng thái gây hoang mang, nữ ca sĩ khiến không ít người đặt ra nghi vấn phải chăng giữa cô và Trấn Thành rạn nứt tình cảm. Trước những suy đoán của cư dân mạng, Harry Won nhanh chóng phản hồi dưới bình luận một cách dí dỏm. Cô phủ nhận việc mối quan hệ giữa mình và ông xã Trấn Thành bất thường, điều này khiến phần người hâm mộ an lòng. Xóa tan những tin đồn không hay về vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz Việt. Suốt 6 năm qua, Trấn Thành và Harry Won khiến cư dân tình ngưỡng mộ vì tình yêu đầy lãng mạn. Đặc biệt, Trấn Thành nổi tiếng là người đàn ông cưng chiều vợ, ngọt ngào chăm sóc bà xã mọi lúc mọi nơi. Harry Won còn ví như một bà vợ được cưng chiều nhất showbiz Việt. Trái ngược với suy đoán của nhiều người, Harry Won khiến khá hồn nhiên và không dành quá nhiều công sức để giữ chồng bằng cách sự quan tâm chăm sóc. Trong khi đó, Trấn Thành thể hiện tình cảm giữa chồng lý tưởng khi hết lòng chăm chút cho vợ vào bếp nấu nướng nuông chiều cô. Trấn Thành cũng từng nêu quan điểm người phụ nữ hạnh phúc nhất là người không phải làm gì cho chồng mà là chồng vẫn yêu. Người phụ nữ thông minh là người hiểu rõ nhất chồng mình muốn gì và đáp ứng điều đó một cách thật khôn ngoan. Biết là bạn mình rất ý tốt nhưng cảm ơn vì tôi thích chăm sóc vợ tôi. Đang làm rất tốt vai trò phần còn lại. Trấn Thành giấu Harry Won làm chuyện đồng trời, dân tình phải ngỡ ngàng về độ chịu chơi. Vào ngày 6 tháng 7, kênh YouTube của Trấn Thành đã chia sẻ đoạn clip bóc phốt nam MC trốn vợ mua thêm một chiếc đồng hồ trị giá 1 tỷ 3 đồng. Gần đây, nam MC Trấn Thành khiến dân tình ngỡ ngàng khi tung đoạn clip bộ sưu tập đồng hồ hàng chục tỷ đồng với 6 chiếc đồng hồ giá trị bằng cả một căn nhà, mặt tiền. Trong clip mới nhất, quản lý đã kêu trời khi Trấn Thành lại âm thầm đặt một chiếc đồng hồ với hóa đơn lên tới 1 tỷ 3. Nam MC tâm sự rằng mình phải đặt món hàng này trước để nhận ưu đãi. Trấn Thành là một nam nghệ sĩ đình đám hàng đầu của làng giải trí Việt. Anh đảm nhận rất nhiều vai trò từ MC, đạo diễn đến cả nhà sản xuất phim với sức ảnh hưởng to lớn ấy. Thu nhập của Trấn Thành chắc chắn phải xếp hàng khủng. Theo đó, Trấn Thành đã tậu một chiếc đồng hồ. Đầu hiểu, nam MC còn vô cùng vui vẻ và háo hức rõ khi khoe chi tiết đập hộp chiếc đồng hồ đắt đỏ này. Nhiều khán giả xem xong clip phải choáng ngợp với sự giàu có của nam MC. Tôi ngưỡng mộ Trấn Thành là một ekip luôn vui vẻ, chúc sức khỏe, ủng hộ em trai sắm để nâng cao kinh tế nhà nước shopping còn hơn đánh bạc nhiên liệu. Khoái Trấn Thành là một người được xài, vậy cung cấp cầu kinh tế, còn những người làm được mà không xài nền kinh tế của Việt Nam chắc họ không dám vô á. Là một cái tên hàng đầu của showbiz Việt, khi nam MC của loạt chương trình ăn khách đặc biệt là sau thành công của bộ phim Trăm tỷ bố già, Trấn Thành được đoán có tài sản lên tới hàng nghìn tỷ. Tuy chưa có thông tin chính xác về con số khủng này, chỉ nhìn cách tiêu tiền của Trấn Thành ai nấy cũng phải nghi ngờ thêm về độ giàu có của nam MC. Sau tin đồn rạn nứt, Trấn Thành đăng ảnh tình tứ bên Harry Won kể chuyện trùng hợp quần áo. Ít giờ trước, Trấn Thành kể lại một câu chuyện thú vị liên quan đến Harry Won, nam MC hào hứng, vợ chồng em ngủ lắm, không hiểu sao mỗi khi ra đường không ai dặn ai, không ai bắt chước ai, mà y như rằng một lát nhìn lại là sẽ thấy cả hai chọn outfit cùng màu cùng style. Nội ra gà thật, cuộc sống không hời hợt,
Chúng em chọn sành lật, kèm theo đó Trấn Thành khoe mặc áo cùng màu xanh với chiếc túi mà Harry Won đang đeo. Về phía Harry Won, nữ ca sĩ nhắm mắt và tỏ sáng cực kỳ tin. Khi chồng đưa camera lên chụp, khoảnh khắc này lập tức nhận báo like từ cư dân mạng. Có tới 63.000 lượt thích và 1.000 lượt bình luận chỉ sau 2 giờ được chia sẻ. Động thái này của Trấn Thành cũng nhằm khẳng định anh và Harry Won đang hạnh phúc, gắn bó chứ không có trục trặc, rạn nứt như mạng xã hội đang lan tin. Sau đó Harry Won gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đang nằm sáu xoài trên sàn nhà, kèm dòng chú thích bằng tiếng Hàn. Theo nghĩa tạm dịch, nữ ca sĩ viết: "Tôi không thể bị làm phiền bởi tất cả." Lập tức có cư dân mạng thắc mắc. Dạo này thấy vợ chồng nhà này như kiểu có vấn đề, nhưng đang cố gắng để tỏ ra bình thường, không hay xuất hiện cùng nhau, không hay nói về nhau nữa, thấy lạ lắm, cảm nhận có điều gì đó không ổn. Hồi đầu tháng 6 năm 2022, thông tin một nam MC đình đám của Vbiz đã chia tay nửa kia cũng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Đồng thời người gọi tên Trấn Thành Harry Won. Bởi lẽ thời gian qua, cặp đôi cực kỳ ít tương tác, hiếm khi bình luận vào các bài đăng của nhau. Đồng thời việc Harry Won âm thầm về Hàn Quốc càng làm tin đồn trần đứt của cả hai có cơ sở. Dẫu vậy, thông qua bài đăng trên, Trấn Thành đã làm sáng tỏ những thắc mắc của cư dân mạng. Nhiều khán giả đã để lại những bình luận vui mừng khi Trấn Thành và Harry Won lại ngọt ngào như xưa. Hai vợ chồng dễ thương quá hà, cặp đôi hoàn hảo, chúc hai em mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống nha. Nhờ có anh Thành mà em còn chút động lực, chút niềm tin vào tình yêu đôi lứa. Mái thương mến hai vợ chồng Trấn Thành là một trong những cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt. Chuyện tình của Trấn Thành Harry Won luôn được công chúng quan tâm. Từng gặp không ít sóng gió khi công khai mối quan hệ của mình. Và cả lúc kết hôn nhưng hiện tại, cả hai vẫn nắm tay nhau đầy hạnh phúc. Nhắc về Harry Won, Trấn Thành từng có những tiết lộ thẳng thắn khiến ai nấy đều trầm trồ. "Tôi chưa bao giờ thấy rằng việc kết hôn lại phù hợp cho cá tính của tôi. Tôi là người thích tự do, thích bay nhảy, đi chơi. Tôi yêu bạn bè, yêu công việc. Tôi thấy thời gian tôi sống còn không đủ nữa. Nhưng cô ấy rất thú vị. Quan trọng là cô ấy không bao giờ giữ chồng mà làm cho chồng phải bỏ theo. Bằng cách nào đó là hãy là mình đẹp nhất có thể, hãy giỏi nhất có thể, thú vị nhất có thể và hãy là mình. Không cần giữ ai hết, chúng ta hay ho thì người kia ở lại thôi." Tự hỏi mình, bạn tìm đâu ra trên thế giới này người thông minh hơn tôi, yêu bạn hơn tôi, tại sao phải giữ nhau? Cách chúng ta gìn giữ tình yêu là hãy tốt hơn mỗi ngày.